người phụ nữ đột nhiên bị một chiếc xe đâm thẳng vào người, khiến cả người cô bay lên không trung rồi rơi phịch xuống đất. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, cô vẫn chỉ tay về chiếc dù bên cạnh bảo con gái cầm lấy. Còn người tài xế trên chiếc xe đó thì không những không xuống xe xem xét tình hình mà còn phóng ga rời khỏi hiện trường. Cho dù bác sĩ đã cố hết sức cứu chữa nhưng vẫn không thể nào cứu sống được người phụ nữ. Chính lúc người cảnh sát cùng cô bé đến bệnh viện chuẩn bị rời khỏi đó, thì cô con gái Su Jong đã nói với anh rằng mình nhớ hết tất cả mọi chi tiết. Từ chiếc xe màu đen, người tài xế trong xe đến cậu bé ngồi phía sau, rồi cả đồ chơi trên tay cậu bé, thậm chí cả biển số xe. Tất cả cô đều nhớ như in từng chút một. Ban đầu anh còn tỏ ra bán tín bán nghi về khả năng ghi nhớ của cô. Nhưng dưới sự kiên quyết của cô bé, anh đã quyết định điều tra vụ án. Nhưng đáng tiếc là lại không tìm ra chiếc xe có biển số đó, nên cô bé đã bị anh cảnh sát chỉ trích cô rằng cô đang làm lãng phí công sức của cảnh sát. Sau vài năm vì để điều tra người tài xế đã chạy trốn vào năm đó mà Su Jong đã thi vào trường cảnh sát, nhưng cô chỉ là một cảnh sát tuần tra nhỏ ở thị trấn, giúp thôn dân làm những chuyện như tìm gà bắt dê, mãi cho đến một ngày Su Jong nhận được báo án, nói rằng họ phát hiện ra một chiếc vali bất thường. Do đó cô lập tức đến hiện trường ngay trong mưa và đột nhiên nhìn thấy một bàn tay thò ra từ khe hở của vali. Su Jong sợ cơn mưa sẽ phá hủy toàn bộ hiện trường nên vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại cảnh hiện trường, nhưng lại không cẩn thận mà trượt chân lăn xuống dưới, mãi cho đến khi cô đập vào chiếc vali. Bên trong lại xuất hiện một đống thi thể bị chia vụn ra, khiến Su Jong sợ đến mức không ngừng kêu cha gọi mẹ. Sau khi đội trưởng đội cảnh sát hình sự đến, thấy hiện trường đã bị phá hủy thì lập tức nổi giận đùng đùng mà trách mắng Su Jong, cho dù cô có giải thích rằng mình đã dùng điện thoại chụp lại hiện trường. Nhưng vì bị dính nước nên cần phải mang đi sửa, do đó đội trưởng chỉ có thể bảo cô viết lại báo cáo một cách chi tiết. Tiếp đó, bên pháp y cũng đến hiện trường và đã tìm ra một viên kẹo bạc hà trong miệng nạn nhân. Mặt khác, đội trưởng Hoang của đội điều tra ở Seoul lúc này lại đích thân đến hiện trường khi nhìn thấy hiện trường đã bị phá hủy. Cô lại trực tiếp trách mắng Su Jong một trận nữa. Tuy nhiên, sau khi quay về đồn cảnh sát, khi Su Jong đang chuẩn bị viết báo cáo trong phòng họp thì không cẩn thận lại đánh rơi bút xuống bàn. Chính vì thế mà bất đắc dĩ cô đã bị coi là kẻ nghe lén. Chính lúc chuẩn bị rời đi thì cô lại dũng cảm quay lại nói rằng bản thân đã nhớ hết mọi chi tiết ở hiện trường. Nghe thấy điều này, đội trưởng Hoang rất tò mò và bảo cô tường thuật lại. Rất nhanh, Su Jong đã khôi phục lại tất cả các chi tiết trên bảng, từ hoa văn, khóa trên vali rồi nửa bàn tay lộ ra qua kẽ hở, đến những dấu chân lưu lại ở hiện trường cùng những chi tiết nhỏ nhất như số lượng rác ở xung quanh. Cô đều có thể phác họa ra một cách rõ ràng. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự căn bản không tin dưới cơn mưa lớn như vậy, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi mà Su Jong đã có thể nhớ được nhiều chuyện đến vậy, nên cho rằng cô đang cố lừa họ. Nhưng không ngờ được là bộ phận kỹ thuật vừa hay lại sửa xong điện thoại và khôi phục lại ảnh trong đó. Mọi người vừa nhìn đã há hốc mồm kinh ngạc khi nó hoàn toàn giống với những gì Su Jong miêu tả. Ngày hôm sau, đội trưởng Hoang liền gọi cô đến văn phòng, hỏi cô tại sao lại có khả năng ghi nhớ khiến người khác phải kinh ngạc như vậy. Su Jong chỉ nói rằng đây là sự nhạy bén mà mình đã có từ lúc sinh ra, nhưng chỉ xuất hiện trong điều kiện đặc biệt, ví dụ như lo lắng hoặc trong hoàn cảnh vô cùng xa lạ. Tiếp đó, đội trưởng Hoang liền lái xe đưa cô đến một nơi. Trên đường đi, cô ấy nói với Su Jong là muốn đưa cô đi gặp một người. Đợi đến khi cô gặp được người đó thì chỉ cần nói lại tất cả những gì cô đã nhìn thấy cho người đó biết là được. Mấy tiếng sau, đội trưởng Hoang đưa Su Jong đến một công xưởng và bảo cô hãy đi một mình lên tầng 3. Trên đường đi, ánh đèn mập mờ trong căn phòng tối, rồi những sinh vật kỳ lạ khiến người ta bất giác có cảm giác khó thở. Chính vào lúc này, trong phòng liền vang lên giọng của một đàn ông bảo cô hãy nhớ lại cảnh tượng mà mình vừa quan sát được khi lên đây. Su Jong có chút ngỡ ngàng, còn người đàn ông thì vẫn tiếp tục nói, ví dụ như tướng mạo, trang phục chú bảo vệ mặc, rồi ba lầu có mấy cái đèn. Su Jong nghe xong liền miêu tả lại chính xác ngoại hình, trang phục và tuổi của chú bảo vệ cùng số lượng đèn ở ba lầu. Tiếp đó, người đàn ông lại hỏi cô cảnh tượng của hiện trường vụ án chia xác ở bên sông như thế nào. Su Jong nghe xong lại cố gắng nhớ lại khung cảnh lúc đó. Đột nhiên, trong trí nhớ của cô xuất hiện một người đàn ông rất đặc biệt. Người này không phải là người ở gần thôn này. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu đen, dáng người cao 1m9. Trên tay có cầm một sợi dây xích chó. Nghe đến đây, người đàn ông lại tiếp tục hỏi có còn chi tiết nào khác không. Su Jong nghĩ một lúc rồi trả lời là không còn. Lúc này, một người đàn ông ngồi trên xe lăn từ từ đi từ trong bóng tối ra, rồi nói bằng giọng điệu mỉa mai rằng với khả năng hiện giờ của Su Jong cũng chỉ có thể bắt mấy con mèo con chó ở trong trấn nhỏ mà thôi. Su Jong nghe xong thì không thèm nể mặt mà phản bác lại rằng đối phương không chỉ là một người tàn tật mà ngay đến cả chút lịch sự cơ bản cũng không hiểu, nên chắc chắn là không có gia đình cũng không có bạn bè, chỉ có thể sống cô đơn ở đây một mình cho đến già mà thôi. Người đàn ông trầm ngâm hồi lâu rồi bảo cô rời khỏi đây và nói rằng sau này đừng gặp lại nữa. Su Jong đi xuống dưới lầu mà trong lòng vô cùng buồn bã. Cô cứ tưởng rằng biểu hiện lần này sẽ được đội trưởng Hoang để mắt đến và điều đến đội điều tra, nhưng không ngờ được là lại đưa cô đến gặp một kẻ lập dị. Cùng lúc đó, một người đàn ông chủ động đến tự thú, nói rằng mình chính là người đã ném chiếc vali ở bên sông. Hơn nữa cũng thừa nhận bản thân chính là kẹo bạc hà, tội phạm giết người hàng loạt. Hắn nói một thôi một hồi rồi lấy ra một cái túi, bên trong là chiếc búa dính máu, rồi lộ ra một chiếc áo dính đầy máu. Sau đó lại kiêu ngạo ngồi xuống, nhưng cái biệt danh kẹo bạc hà, tội phạm giết người mà hắn nói, đã chết từ 5 năm trước rồi.
Khi đội trưởng Hoang chất vấn hắn tại sao lại đi tự thú, hắn kiêu ngạo mà nói rằng chính là cảm thấy quá nhàm chán, mãi mà vẫn chưa bị bắt nên bản thân đã quyết định tìm đến tận cửa. Mà đội trưởng Hoang lại chính là thành viên của đội chuyên về vụ án kẹo bạc Hà 5 năm trước, nên cô vô cùng hiểu con người đó. Từ thủ đoạn của vụ án chia thi thể, cô có thể đoán rằng hắn không thể nào là kẹo bạc Hà. Năng lực của hắn căn bản không bằng 1/10 của kẹo bạc Hà. Rất nhanh trên TV đã đưa tin về vụ án chia thi thể bên sông. Su Jong vừa nhìn đã nhận ra người này chính là người đàn ông tay cầm xích chó và đã xuất hiện ở hiện trường ngày hôm đó. Đã vậy trên báo đài còn nhắc đến câu hỏi mà mọi người đều rất quan tâm, đó là rốt cuộc kẹo bạc Hà đã chết hay chưa. Cảnh sát hình sự lập hồ sơ vụ án tiếp nhận phỏng vấn nói rằng tên kẹo bạc Hà đã chết trong vụ nổ xe tải 5 năm trước. Cục trưởng ở hiện trường lúc đó nói với Su Jong rằng, ở đó vẫn còn một người bỏ mạng nữa, đó chính là vị hôn thê của chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm, còn anh thì cũng bị thương trong vụ nổ đó. Và sau đó thì không ai nhìn thấy anh ấy nữa. Lúc này Su Jong đột nhiên nghĩ đến vụ án gần đây và người đàn ông mình đã từng gặp. Lẽ nào người đó chính là chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm đó? Thế là cô vội chạy một mạch ra quán net để tìm kiếm thông tin. Và quả thật người đàn ông ngồi xe lăn kia chính là thiên tài phân tích tâm lý tội phạm Huyên Tre. Nghĩ đến đây cô đoán chắc là Huyên Tre nhất định đang thử cô, do đó cô lại lần nữa đến hiện trường vụ án. Đến đây cuối cùng cô đã nhớ lại được lúc đó còn có một chiếc xe taxi nữa dừng ở hiện trường, thế là cô lại lần nữa đến nhà xưởng. Nhưng Huyên Tre lại không muốn gặp cô, lần này cô quyết định hạ thấp thái độ của mình xuống. Thừa nhận rằng bản thân không đủ tỉ mỉ và nói cho anh biết về phát hiện mới của mình. Chính lúc cô chuẩn bị rời đi, thiên tài phân tích tâm lý tội phạm lại là một người mù. Điều này khiến cô có chút ngạc nhiên vì để có thể vào được đội điều tra. Su Jong đã liều một phen mà nói với Huyên Tre phát hiện của mình, lần này hung thủ không phải là kẹo bạc Hà mà chỉ là một tên tội phạm bắt chước hắn mà thôi. Hơn nữa, Su Jong còn nghi ngờ tên kẹo bạc Hà đang ẩn nấp trong chỗ tối. Huyên Tre nói rằng phía cảnh sát đã thông báo tên kẹo bạc Hà đó đã chết 5 năm trước rồi. Tại sao cô vẫn nói như vậy? Nhưng Su Jong lại nói rằng Huyên Tre không phải cũng có suy nghĩ giống cô sao? Thì ra Huyên Tre cũng chính là thành viên của đội chuyên án năm đó. Năm đó vì bắt hắn mà anh đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để cứu vợ, do đó mà không những nhìn vợ chết trước mặt mà đôi mắt còn bị hỏng do vụ nổ đó. Nhưng anh không tin vào cách nói của phía cảnh sát rằng tên kẹo bạc Hà đã chết và cả đội trưởng Hoang cũng như vậy. Vì thế mà họ chưa bao giờ ngừng điều tra về tên đó. Nên đây cũng chính là nguyên nhân tại sao họ lại tìm đến Su Jong, cũng chính là để mượn năng lực quan sát cực tốt của cô để điều tra xem tên kẹo bạc Hà thực sự có xuất hiện hay không. Vì dù gì bây giờ đã xuất hiện tên tội phạm mô phỏng hắn rồi, nên nếu hắn vẫn còn sống thì nhất định sẽ chú ý đến tiến triển của vụ án. Lúc này Su Jong đề nghị Huyên Tre hãy cho mình gia nhập đội điều tra, nghe vậy Huyên Tre cũng rất tò mò. Tại sao cô nhất định phải đến đội điều tra? Su Jong chợt nghĩ lại cảnh tượng vụ tai nạn xe của mẹ mình năm đó, cô nói với Huyên Tre, tôi cũng có người phải bắt, cứ như vậy Su Jong thuận lợi được điều đến đội điều tra, hỗ trợ điều tra vụ án chia thi thể bên sông. Tiếp đó cảnh sát đã tìm ra ảnh của rất nhiều người bị hại ở nhà tên hung thủ kia. Và từ vết máu trên búa Viện Nghiên cứu Quốc gia đã đưa ra kết luận rằng, ngoài DNA của nạn nhân được tìm thấy trong vụ án chia thi thể bên sông, thì vẫn còn có máu của những người khác nữa. Từ độ tươi của máu có thể phân tích ra thời gian dính máu trên đó không quá 48 tiếng. Điều này chứng minh rằng có thể có nạn nhân còn sống, do đó đội trưởng Hoang liền nhanh chóng đến thẩm vấn tên tội phạm Johan. Ép hắn nói ra đã nhốt nạn nhân ở đâu, hắn ta kiêu ngạo nói rằng chuyện này không phải là nên giao cho cảnh sát điều tra sao. Đội trưởng Hoang không hỏi ra được gì nên chỉ đành nghĩ cách khác. Lúc này Su Jong đã dựa vào khả năng quan sát nhạy cảm của mình mà phát hiện ra Johan để mắt nhiều hơn đến một bức ảnh. Sau đó Su Jong đã nhanh chóng tìm ra bức ảnh này. Bối cảnh của bức ảnh là ở một nhà máy xi măng, kết hợp với kết quả giám định trước đó của đội pháp y. Thì thứ còn sót lại của dấu chân ở hiện trường chính là đá vôi, thêm vào nữa là trước đó bố của tên Johan từng ở nhà máy xi măng. Mà nhà của hắn cách nơi đây chưa đến 15 phút. Do đó cuối cùng họ đã xác định được vị trí là ở nhà máy xi măng. Tiếp đó đội trưởng Hoang nhanh chóng đưa người đến đây. Nơi đây đã bị bỏ hoang, cửa lớn cũng đã bị khóa chặt. Duy nhất chỉ có một lỗ thông gió có thể vào, mà ở hiện trường chỉ có thân hình Su Jong khá nhỏ, nên cô đã chủ động vào trong xem thử. Thế là đội trưởng Hoang cũng chỉ có thể bảo cô đi mở đường và đưa cho cô một chiếc tai nghe để tiện liên lạc. Rồi dặn dò cô hãy chú ý an toàn, nếu phát hiện không an toàn thì hãy nhanh chóng quay lại. Nhưng họ lại không biết rằng bên phía Johan thực ra vẫn luôn nghe lén mọi nhất cử nhất động của phía cảnh sát. Su Jong cầm đèn pin từ từ bò vào bên trong. Khó khăn lắm mới có thể đi lại trong không gian chật hẹp. Còn đội trưởng Hoang ở bên ngoài đang chỉ huy Su Jong tiến về phía trước. Nhưng không bao lâu sau đội trưởng Hoang và Su Jong đã mất liên lạc. Vốn dĩ Su Jong đã kịp thời quay lại, nhưng lại nghĩ đến họ chính là hy vọng cuối cùng của nạn nhân nên vẫn quyết định tự mình bò về phía trước. Một lúc sau đường ống không thể chịu được trọng lượng của Su Jong mà trực tiếp đổ sập xuống, càng xui hơn là đèn pin của cô lại bị hỏng. Bản thân thì đang chìm trong một bóng tối, lúc này Su Jong đang vô cùng hoảng loạn, nhưng nghĩ đến hung thủ đã đâm chết mẹ mình trong vụ tai nạn vẫn chưa bắt được, nên cô không thể chịu chết ở đây được, do đó cô liều mạng bò dậy. Chính vào lúc này giọng nói của Huyên Tre lại xuất hiện, anh bắt đầu dẫn dụ Su Jong tiến về phía trước, mặc dù Huyên Tre bị mù. Hơn nữa bản thân còn đang ở ngoài, nhưng thông qua âm thanh gõ vào đường ống và tường. Anh đã dẫn dắt Su Jong tìm đường ra dưới sự giúp đỡ của Huyên Tre.
Sujeon đã tìm được một cánh cửa. Sau khi đi vào, cô cảm thấy có mùi gì đó sai sai. Không khí nồng nặc mùi máu tanh, lại còn mùi bụi rất nồng nữa. Huynh Che dường như đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh dẫn cô tìm ra công tắc đèn, nhưng lại yêu cầu cô phải nhắm mắt lại trước khi bật đèn. Đợi một lúc sau rồi hãy từ từ mở mắt. Kết quả, cảnh tượng trước mắt khiến cô cảm thấy vô cùng ghê tởm mà không ngừng nôn thốc nôn tháo. Nhưng cuối cùng cô vẫn cố gắng bình tĩnh lại, quan sát môi trường xung quanh. Lúc này trên nóc đã có cát rơi xuống. Huynh Che bảo cô nhanh chóng rút ra ngoài, nhưng cô lại nói rằng hiện trường không chừng còn có người còn sống. Nếu cứ đi như vậy thì nạn nhân sẽ phải làm sao? Do đó cô kiên trì tìm kiếm. Cuối cùng trong một chiếc máy giặt cô đã tìm ra được nạn nhân. Chính lúc nạn nhân được cứu, Huynh Che dường như có chút cảm động mà nước mắt lập tức rơi xuống. Hôm sau, vụ án của tên giết người Jiuhan đã được giải quyết. Trong buổi họp báo, cấp trên của đội trưởng Choi đã tuyên bố rằng đây chỉ là một vụ án mô phỏng. Lúc này có một phóng viên chất vấn rằng tên kẹo Bạc Hà có thật sự đã chết rồi hay không. Đội trưởng Hoang vốn định lên tiếng nhưng lại bị cấp trên chen ngang. Ông ta nói rằng tên kẹo Bạc Hà đã chết từ 5 năm trước rồi. Tiếp đó lúc này lại có một phóng viên đặt câu hỏi, có phải Huynh Che vẫn còn sống hay không, nhưng lão Choi lại không hề đưa ra đáp án. Qua chuyện này, thành viên của đội điều tra đã hoàn toàn tiếp nhận cảnh sát tuần tra đến từ trấn nhỏ này rồi, đồng thời còn hẹn cô tối nay đi ăn nhậu để chúc mừng nữa. Chính lúc xuống lầu, Sujeon đã đi lướt qua một người đàn ông cầm ô đi lên, nhưng đồng nghiệp giục cô nên cô cũng không suy nghĩ nhiều. Chính lúc mọi người đang say sưa trong men rượu thì trong đồn cảnh sát lại xuất hiện một viên kẹo Bạc Hà. Vài tiếng trước đó, khi đám người Sujeon vẫn còn đang tụ tập ăn mừng ở bên ngoài thì liền có một người đàn ông đột nhập vào đồn cảnh sát. Người này lặng lẽ thay đồng phục cảnh sát, rồi nhân lúc không có ai liền đi vào phòng thẩm vấn. Sau khi tên Jiuhan quay đầu lại nhìn thấy mặt của người đó thì liền kêu lên sợ hãi. Người đàn ông nhếch mép cười lạnh lùng, rồi dùng một dây thép siết chặt cổ hắn. Khi pháp y đến hiện trường xem xét liền phát hiện ra một viên kẹo Bạc Hà trong miệng tên Jiuhan. Điều này khiến lão Choi và thứ trưởng Bắc cảm thấy vô cùng bất an. Rất rõ ràng chuyện này có liên quan đến cái chết của tên kẹo Bạc Hà mà phía cảnh sát đã tuyên bố vào 5 năm trước. Do đó, chuyện cấp bách nhất lúc này chính là phải ngăn chặn đội trưởng Hoang tiếp tục điều tra. Ngày hôm sau, lão Choi đã công bố vụ án về cái chết của tên tội phạm giết người trong đồn cảnh sát. Ngoài việc công bố hiện trường lại xuất hiện kẹo Bạc Hà ra, thì không công bố quá nhiều chi tiết với bên ngoài. Nghe đến đây, phóng viên lại lần nữa hỏi lão Choi có phải là kẹo Bạc Hà lại gây án không. Lão Choi vẫn kiên quyết như trước mà nói rằng hung thủ chỉ là tội phạm bắt chước kẹo Bạc Hà. Phía cảnh sát sẽ nhanh chóng phá án để cho người dân một lời giải thích, đồng thời ông ta cũng mượn chuyện này giao vụ án của tên Jiuhan này lại cho đội 2 phụ trách. Nhưng đội trưởng Hoang đâu phải người có thể dễ dàng nhận thua, cô nói với thành viên trong đội rằng cứ bắt tội phạm trước đã. Còn ở bên này, Huynh Che lại lần nữa gọi Sujeon đến, bảo cô nhớ lại chi tiết môi trường đêm đó. Nhưng chỉ trong điều kiện lo lắng hay là vô cùng lạ lẫm thì Sujeon mới sử dụng được năng lực đó của mình. Còn đồn cảnh sát lại là nơi mà cô vô cùng quen thuộc, nên cô không hề có ấn tượng gì hết. Huynh Che dẫn dắt cô rằng, có bao giờ cảm thấy bộ não của mình chỉ là một chiếc máy tính lưu trữ, nhưng bản thân lại không hề chú ý đến nó chưa? Tiếp đó anh bảo cô nhắm mắt lại, thả lỏng người ra, cẩn thận nhớ lại những người và những chuyện trong đầu mình. Quả nhiên dưới sự dẫn dắt của Huynh Che, não bộ của Sujeon bắt đầu chuyển động, cuối cùng cô đã nhớ lại người đàn ông cầm ô tối qua cô đã gặp. Khi hai người lướt qua nhau, Sujeon chú ý đến vết bớt đen trên tay hắn, thói quen xoay cổ. Hơn nữa chiếc ô màu đen trên tay hắn lại là chiếc mà cô đã từng nhìn thấy ở hiện trường vụ án chia thi thể ở bên sông. Quả nhiên sau khi hồi tưởng lại một cách tỉ mỉ, cô phát hiện ra người đến đồn cảnh sát đó và người ở hiện trường vụ án chia xác đó là cùng một người. Tiếp đó Huynh Che lại lần nữa dẫn dắt Sujeon, bảo cô nhớ lại xem người này và tên Jiuhan kia có mối liên quan gì. Thế là cô lại lần nữa nhìn thấy trong tay hắn có ôm một chú chó con, mà chiếc vòng trên cổ nó và sợi dây xích chó trên tay tên Jiuhan lại là một bộ. Huynh Che bảo Sujeon mau chóng đến nhà Jiuhan để tìm manh mối, những thông tin trước đó mà họ đã bỏ lỡ. Khi cô đến nhà Jiuhan thì người kia vừa hay lại đến sớm hơn một bước. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn nhanh chóng trốn vào một góc. Sujeon đảo mắt nhìn căn phòng, chú ý đến những bức ảnh chụp chung của Jiuhan và chú chó ở trên tấm kính. Chính vào lúc này Huynh Che nhạy cảm lại nghe thấy âm thanh tiếng xoay cổ. Thế là anh ra hiệu cho Sujeon mau chóng rời khỏi đó, nhưng kết quả là vẫn bị người đàn ông ra tay trước. Hắn đẩy đổ giá sách, đè Sujeon xuống dưới tủ rồi nhanh chân chuồn lẹ. Hên là cô không bị thương quá nghiêm trọng, Huynh Che phán đoán rằng người này chắc chắn là đến để hủy chứng cứ. Do đó liền bảo cô hãy quay về phòng tìm kiếm thử. Quả nhiên cô đã phát hiện ra một bức ảnh trên kính đã không còn nữa, thế là cô lập tức khởi động khả năng của mình để tìm ra bức ảnh. Và rất nhanh cô đã khôi phục được bức ảnh đó, rồi còn thấy được tướng mạo của người đàn ông kia. Người này và người đã đột nhập vào đồn cảnh sát để giết tên Jiuhan là cùng một người, theo manh mối mà Sujeon cung cấp. Huynh Che phân tích ra người đàn ông kia có lẽ chính là bác sĩ thú y, hoặc là làm nghề gì đó có liên quan đến động vật. Tiếp đó đội trưởng Hoang lập tức ra lệnh cho thành viên trong đội tìm kiếm một bác sĩ thú y hoặc người làm việc có liên quan đến động vật. Sau đó anh đã tìm ra được một bác sĩ thú y mà người này đã từng liên lạc một lần với tên Jiuhan. Đã vậy vào ngày mà Jiuhan chết hắn cũng đã đến đồn cảnh sát. Rất nhanh cảnh sát đã xác định được biển số xe của hắn và lập tức triển khai truy bắt. Cùng lúc đó bác sĩ thú y cũng đã bắt được một cô gái và đưa cô đến căn phòng dưới lòng đất.
Chính lúc đang chuẩn bị xoát hẹo cô thì điện thoại lại nhận được một tin nhắn, không muốn bị bắt thì mau chuồn đi. Giữ cái mạng quèn này là quan trọng nhất nên hắn chỉ đành bỏ cô gái ở lại, chạy ra theo cửa sau và thoát ra từ bên hông nhà rồi lên xe vọt lẹ. Sau khi cảnh sát phát hiện ra liền theo hướng xe hắn đang tẩu thoát mà đoán được có lẽ hắn đang chạy về phía cảng, chắc chắn hắn đã liên lạc trước với bên cảng để chuẩn bị lén vượt biên. Do đó họ liền vội vàng liên lạc với cảnh sát tuần tra ở tất cả các ngã tư để chặn hắn lại. Nhưng cuối cùng hắn chơi liều và đã chạy thoát được. Tiếp đó bác sĩ thú y đã đến bến cảng và tìm được con tàu đã búc trước. Nhưng mãi mà vẫn không đợi được người đến tiếp ứng, vừa hay lúc này một người bảo vệ nghe thấy động tĩnh nên đã đến kiểm tra. Và kết quả đã bị hắn ta sát hại và thay bộ đồ bảo vệ của người đó lên để dễ bề chạy trốn. Rất nhanh đám người của đội trưởng Hoàng đã đến. Nhìn thấy thi thể vẫn còn ấm, họ đoán rằng tên hung thủ đó có lẽ vẫn chưa đi được bao xa, do đó liền chia nhau ra truy tìm tung tích của hắn. Su Jong đến kho đông lạnh số 3, nhìn thấy trên tay nắm cửa có vết máu. Cô nhanh chóng thông báo cho nhân viên trong đội, nhưng dường như lại không có tín hiệu nên đồng đội căn bản không nghe được gì. Thế là cô chỉ đành đi vào trong một mình, Huynh Che nhắc nhở Su Jong. Tín hiệu không dây bị nhiễu, nhân viên trong đội không nhận được tín hiệu, nên một mình cô nhất định phải cẩn thận. Quả nhiên khi cô vừa vào trong thì lại lần nữa bị tên cầm thú kia dùng đống hộp ở đó đập vào người. Tiếp đó lại đánh ngất cô bằng một miếng gỗ. Tai nghe cũng theo đó mà rơi ra, do đó Huynh Che chỉ đành nâng giọng lên mức to nhất, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh. Còn đội trưởng Hoang sau khi nhận được tin tình báo của Huynh Che thì liền vội vàng đến kho số 3. Dưới sự dẫn dắt của Huynh Che, đội trưởng Hoang đã mở cửa kho đông lạnh và cứu được Su Jong ra. Tuy nhiên tên cầm thú kia thì như đã bốc hơi khỏi thế gian vậy. Vị giáo sư về phân tích tâm lý tội phạm này đột nhiên như bị thứ gì đó mắc ở cổ, cơ thể không chịu kiểm soát mà từ từ bay lên. Sau đó tất cả chuyện này đều phải nói từ chuyện tên bác sĩ thú y kia biến mất mà không rõ lý do. Tối đó khi hắn đang chuẩn bị xoát hẹo Su Jong thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn, thế là hắn liền đi theo âm thanh đó và kết quả là bị một người đàn ông mặc đồ đen tấn công. Rồi sau đó liền lao vào vật lộn với nhau, đợi khi cảnh sát đến thì hai người đã biến mất. Hôm sau công nhân kho lạnh đang làm việc thì đột nhiên phát hiện ra mấy khối băng màu đỏ. Khi anh nhìn kỹ lại xem thì lại chính là thi thể của tên bác sĩ thú y bị chia ra, chỉ là lần này trong miệng của hắn lại không có kẹo bạc hà. Mấy vụ án này quả thực là khiến người ta phải dùng mình khiếp sợ. Tội phạm giết người hàng loạt bị một tên tội phạm giết người hàng loạt khác xoát hẹo, mà tên này còn ác hơn tên trước. Do hàng loạt các vụ án ra tay tàn độc xảy ra, mà phía cảnh sát đã bị đẩy ra hứng chịu mũi nhọn của dư luận. Trong cuộc họp thảo luận về tình tiết vụ án, lão Choi kiên quyết nói rằng tên bác sĩ thú y kia đã tự vấn, có điều ai lại chọn cách tự vấn một cách tàn độc đến vậy với bản thân cơ chứ? Rõ ràng là đội trưởng Hoang tuyệt đối sẽ không tin, nên trong cuộc họp cô đã xin cục trưởng cho mình tiếp tục điều tra. Tất cả mọi hậu quả sẽ do mình phụ trách. Nghe đến đây, cục trưởng lập tức đồng ý. Quả nhiên tối đó lão Choi đã hẹn thứ trưởng Park ra và ra hiệu cho ông ta tắt điện thoại đi. Tiếp đó ông liền lấy ra một viên kẹo bạc hà. Lúc này thứ trưởng liền biến sắc, thì ra trong miệng tên bác sĩ thú y kia thật sự cũng có kẹo bạc hà. Và chính lão Choi đã là người âm thầm lấy đi từ trong phòng pháp y. Ông ta làm như vậy chính là để che lấp đi chân tướng tên kẹo bạc hà vẫn chưa chết. Nếu không thì không chỉ gây ra sự hoảng loạn vô cùng lớn, mà họ còn phải chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của mình từ 5 năm trước. Hơn nữa lão Choi còn mời giáo sư phân tích tâm lý tội phạm đến để nhờ anh ta giúp họ tạo động lực trong dư luận. Vị giáo sư này mọi năm thường xuyên hoạt động trên các đài truyền hình lớn, mặc dù khả năng phân tích tâm lý của anh ta không bằng Huynh Che, nhưng anh ta lại có sở trường lôi kéo dư luận. Trong những chương trình anh ta từng tham gia, mọi người vẫn luôn tin rằng tên kẹo bạc hà đã chết. Gần đây xảy ra hàng loạt vụ án giết người và kẹo bạc hà lại xuất hiện ở hiện trường, khiến mọi người bắt đầu nghi ngờ kẹo bạc hà vẫn chưa chết. Còn anh ta thì lại nhân lúc này để đưa ra những bình luận rằng tên kẹo bạc hà đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Nếu cuộc thảo luận càng kịch liệt thì anh ta lại càng nổi. Thậm chí anh ta còn công khai diễn thuyết trên truyền hình rằng nếu kẹo bạc hà vẫn còn sống vậy thì anh ta sẵn sàng cược mạng sống của mình. Hôm đó trong buổi ký tặng sách của anh ta, có một người đàn ông trực tiếp đến hỏi anh ta, anh sẽ giữ đúng lời hứa chứ? Lời hứa gì cơ? Nếu như người đó vẫn còn sống vậy thì anh sẽ cược cả tính mạng của mình. Chính là lời hứa đó, có lẽ sẽ không có chuyện như vậy xảy ra đâu. Vì dự cảm của tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ sai hết. Người đàn ông không nói gì thêm mà chỉ lịch sự nói một câu cảm ơn rồi vội rời đi. Còn ở bên này, Huynh Che phân tích với đội trưởng Hoang và Su Jong về vụ án gần đây. Lý do mà tên Jiu Han bị bác sĩ thú y sát hại là vì hắn dám chiếm spotlight của tên bác sĩ. Vì tên bác sĩ thú y đó mới chính là tội phạm bắt chước tên kẹo bạc hà. Còn tên Jiu Han kia thực chất chỉ là trợ thủ của hắn ta mà thôi. Đó chính là lý do tại sao mà khi tên Jiu Han nhìn thấy tên bác sĩ thú y đó mà lại khiếp sợ đến mức không thể phản kháng lại. Còn tên bác sĩ thú y kia thì không phải là tự vấn. Vì tối đó qua tai nghe anh đã nghe thấy động tĩnh, nhất định là có người thứ ba nữa ở hiện trường. Mà người này chính là kẹo bạc hà, vì hắn là loại người càng không muốn tên tội phạm bắt chước nào chiếm hết spotlight của mình. Sau khi hắn ta giết bác sĩ thú y lại còn vứt hắn vào trong nước, nên cuối cùng mới bị máy cắt thành từng khúc. Và theo lý mà nói thì nhất định trong miệng tên bác sĩ đó sẽ có kẹo bạc hà. Trừ khi có người muốn che đậy chân tướng này, đến đây đội trưởng Hoang hỏi Huynh Che. Mục tiêu tiếp theo sẽ là ai? Huynh Che nói rằng chính là giáo sư Na.
Vì giáo sư Na đã tung tin rằng hắn đã chết, hắn muốn thông qua cái chết của giáo sư Na để tuyên bố một điều quan trọng rằng mình vẫn còn sống, hơn nữa đã quay lại rồi. Ngoài ra hắn còn lựa chọn ở địa điểm công cộng để giết anh ta. Thế là Su Jong lập tức điều tra hành trình của giáo sư Na và phát hiện ra anh ta có một buổi phát sóng trực tiếp ở gần đây. Chính là vào 3 tiếng sau nữa, do đó đội trưởng Hoang và Su Jong nhanh chóng tập hợp các thành viên trong đội để đi ngăn cản buổi phát sóng này lại. Nhưng người quản lý chương trình live stream sao có thể vì một nghi ngờ mà dễ dàng cho ngưng buổi live này được chứ? Vì vậy đám người đội trưởng Hoang chỉ đành làm theo những phân tích tâm lý của Huyên Tre về người tình nghi để tìm kiếm kẻ đáng nghi khi buổi live stream bắt đầu. Thông tin tương tác của người hâm mộ được hiển thị theo thời gian thực trên màn hình lớn. Lúc này đột nhiên trên màn hình hiển thị nếu Kẹo Bạc Hà vẫn còn sống vậy thì anh thực sự sẽ chết sao? Lúc này giáo sư Na cười rất gượng gạo. Do đang live stream nên anh chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, mà tên Kẹo Bạc Hà lúc này đã sớm ở tầng 2 của buổi phát sóng trực tiếp để quan sát mọi người. Tiếp đó hắn lại lần nữa gửi tin nhắn hỏi rằng ai sẽ là nạn nhân tiếp theo. Thấy tin nhắn này giáo sư Na đã bắt đầu có chút hoảng sợ và không tiếp tục trả lời câu hỏi nữa. Chính vào lúc này trên màn hình lại lần nữa hiển thị mục tiêu tiếp theo chính là anh đó. Một thông báo giết người trắng trợn như vậy khiến giáo sư Na không biết phải làm sao, nên chỉ có thể uống nước để che đậy sự bất an trong lòng. Nhưng ai ngờ được là vừa cầm ly nước lên thì lại nhìn thấy một viên kẹo bạc hà. Hên là lúc này đang là thời gian quảng cáo của buổi live stream, nên giáo sư Na đã mượn cơ hội này để thả lỏng bản thân một chút. Chính vào lúc này một sợi dây thép đang từ từ rơi xuống, dừng lại trước mặt giáo sư Na. Chính lúc tiếp tục buổi live stream thì chỉ thấy giáo sư Na lộ ra vẻ mặt đau đớn. Cổ dường như bị mắc cái gì đó, cả người không kiểm soát được mà từ từ nhấc lên. Khiến anh ta vùng vẫy trong tuyệt vọng giữa không trung, đám người Su Jong muốn đến cứu người nhưng chỉ nghe thấy. Tôi nghĩ rằng người dẫn chương trình từ giờ về sau không điên thì cũng trở nên ngờ nghệch. Tiếp đó đội trưởng Hoang lập tức ra lệnh đóng tất cả các cửa ra vào lại. Nhưng người xem lúc này như bầy chim vỡ tổ mà liều mạng chạy trốn. Nên sao có thể khống chế nổi cục diện này, mặc dù Su Jong phát hiện ra bóng người ở trên tầng nhưng cuối cùng vẫn không thể nào đuổi theo được. Mà lại để hắn chạy thoát, sau khi biết chuyện, Huyên Tre biết chắc rằng tên kẹo bạc hà thật sự cuối cùng đã xuất hiện rồi. Kể từ sau khi vợ anh qua đời bất cứ lúc nào anh cũng muốn bắt bằng được hắn ta, mà lần này cách hắn quay lại như vậy chẳng khác như một kiểu tuyên chiến với anh. Còn Su Jong vì không thể đuổi theo được hung thủ mà cô cảm thấy bản thân rất vô dụng, cô xin lỗi Huyên Tre vì đã không thể phát huy được năng lực của mình. Huyên Tre nói với cô có khả năng phi thường thì không có nghĩa là cô có đủ trình độ để làm một cảnh sát hình sự mà còn thiếu sót rất nhiều. Do đó anh nhắc nhở cô hãy bắt đầu điều tra từ người đã bỏ kẹo bạc hà ở hiện trường. Tiếp đó đội trưởng Hoang và Su Jong rất nhanh đã tìm được người đàn ông này. Anh ta nói rằng có người đã cho mình 300.000 won và bảo mình hãy bỏ vào trong ly nước. Anh ta cứ tưởng rằng đó chỉ là một trò đùa ác ý. Nhưng không ngờ được là lại xảy ra chuyện nghiêm trọng đến như vậy. Ngoài ra anh còn nói với đội trưởng Hoang rằng người đó cố tình không để mình nhìn rõ mặt nhưng trên người hắn có mùi sơn. Nghe vậy đội trưởng Hoang liền phản ứng lại, đó chính là sơn móng tay. Mục đích chính là để che giấu dấu vân tay. Quả nhiên ở bãi rác gần đài truyền hình Su Jong đã tìm thấy một lọ sơn móng tay. Nhưng khi đem đi giám định thì pháp y lại nói rằng dấu vân tay quá mờ nên không thể nào giám định ra được. Cùng lúc đó Su Jong cũng đã bị tên kẹo bạc hà để mắt đến, hắn theo dõi cô và tìm đến nơi cô ở. Nhân lúc Su Jong không có nhà, tên kẹo bạc hà đã mở cửa phòng cô, nhìn thấy quyển sổ tay trên bàn, hắn lấy ra xem thử thì phát hiện ra có một trang đã bị xé. Thế là hắn liền lấy bút chì ra vẽ nguệch ngoạc qua lại ở trang sau và cuối cùng đã nhìn thấy một địa chỉ. Lúc này trên mặt người đàn ông liền lộ ra một nụ cười đắc ý. Tiếp đó hắn liền xóa dấu bút chì đi và khôi phục lại nguyên dạng. Chính lúc hắn rời đi thì vừa hay lại đi lướt qua người Su Jong, cô liền quay đầu nhìn người đàn ông thì lúc này chủ nhà lại tìm cô có chuyện. Nên cô cũng không để ý nhiều, đợi đến khi Su Jong về đến nhà thì phát hiện ra quyển sổ nhật ký của mình đã bị người khác động vào. Điều này khiến cô nhớ lại bóng lưng của người vừa nãy, thế là cô vội vàng chạy đến chỗ chủ nhà để kiểm tra camera giám sát. Khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia cô chắc chắn đó chính là kẹo bạc hà. Do đó cô vội vàng liên lạc với Huyên Tre và nói cho anh biết chuyện này, Huyên Tre nghe xong thì phân tích rằng nếu không mất thứ gì thì chứng tỏ hắn đã có được thứ mình muốn rồi. Sau đó anh còn nhắc nhở cô hãy chú ý an toàn. Không chừng mục tiêu tiếp theo của hắn ta chính là cô, còn ở bên này tại buổi họp báo. Đối diện với lời chất vấn của phóng viên, Thứ trưởng Park vẫn giữ thái độ rằng người này không phải kẹo bạc hà mà là một tên tội phạm bắt trước. Thật đúng là coi dân chúng là những lũ ngốc mà. Lúc này tên kẹo bạc hà đang cải trang thành phóng viên, âm thầm quan sát tất cả. Đợi đến khi hắn rời khỏi đây thì lại lần nữa gặp Su Jong ở thang máy. Khi Su Jong cảm giác có gì đó sai sai thì vừa hay có người đi vào thang máy chặn giữa hai người. Đợi đến khi cửa thang máy mở ra, Su Jong quan sát thật kỹ lại quần và giày hắn và xác nhận rằng người này chính là tên kẹo bạc hà, do đó cô vội vàng đuổi theo. Khi lên taxi còn không quên gọi cho đồng nghiệp nữa, dựa vào khả năng ghi nhớ. Cô bảo đồng nghiệp hãy điều tra một phóng viên tên Lee Mo-gang. Rất nhanh anh đã điều tra ra người này đã nghỉ việc từ 6 tháng trước. Do đó sao có thể xuất hiện với thân phận phóng viên được, rõ ràng thân phận của anh ta đã bị người khác mạo danh. Đến đây Su Jong liền bảo anh hãy điều tra địa chỉ của người này, còn mình sẽ tiếp tục theo dõi người đàn ông kia.
Khi đồng nghiệp hỏi Sujong bây giờ đang ở đâu thì Sujong nói rằng mình đang ở gần ngã tư Gujoshi. Ở bên này Hyun-che vẫn đang nghe lén hai người, chợt nghe được địa chỉ này thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Thế là anh lập tức gọi điện cho bác sĩ tâm lý của mình. Hãy mau đến chỗ tôi, cái tên đó đang ở gần đó. Nhanh lên, vẫn chưa nói xong thì tên kẹo bạc hà đã mở cửa phòng bác sĩ. Rất nhanh bác sĩ đã bị tên kẹo bạc hà giết chết. Khi Sujong tìm đến đây thì bác sĩ đã sớm về với các cụ rồi. Nhưng cô còn phát hiện ra một ngón tay của bác sĩ đã biến mất, lúc này cô mới chợt nhận ra. Thì ra tên kẹo bạc hà đã lấy được địa chỉ của Hyun-che từ trong cuốn sổ tay của cô, còn hắn ta đến tìm bác sĩ là chỉ để lấy dấu vân tay mở cửa. Như vậy mục tiêu từ trước đến giờ của hắn ta chính là Hyun-che. Sujong và đội trưởng Hoang sau khi nhận ra điều này cũng vội vàng đến căn cứ của Hyun-che. Nhưng tất cả đều đã muộn, tên kẹo bạc hà đã mở được cửa và đang đứng sau lưng của Hyun-che. Mặc dù lúc này Hyun-che đã bị mù và tàn tật nhưng anh lại không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào. Anh nói với hắn ta rằng bây giờ tôi đã là một kẻ mù lòa, không nhìn thấy gì. Nên hắn sao có thể chứng minh bản thân chính là kẹo bạc hà. Sau đó anh liền ném một chiếc còng tay về phía hắn. Còn hắn nhìn thấy Hyun-che đã như cá trong lòng thì liền trêu chọc tâm lý anh. Hắn lấy còng tay phải của mình lại. Mà cảnh này giống hệt với 5 năm trước đây khi Hyun-che bắt được hắn. Không sai, hắn chính là kẹo bạc hà. Sau khi đã xác nhận là hắn xong, Hyun-che dẫn hắn đi vào trong phòng. Lúc này hắn liền hỏi anh có phải anh đã xúi tên Jiu-han đi tự thú không? Hyun-che không hề phủ nhận. Muốn dẫn dụ kẹo bạc hà ra mà không có con mồi thì làm sao được, nhưng không ngờ được là người đã giết tên Jiu-han đó lại chính là kẹo bạc hà. Còn tên bác sĩ thú y chỉ là công cụ để hắn đánh lạc hướng sự chú ý của cảnh sát mà thôi, vì vậy mà người đã liên lạc cho tên bác sĩ thú y kia vượt biên chính là kẹo bạc hà. Và giáo sư Na cũng chính là lời tuyên chiến của hắn dành cho Hyun-che, nhưng hắn ta luôn cảm thấy hành động của mình như bị ai đó khống chế vậy. Mãi cho đến khi phát hiện ra sự xuất hiện của Sujong, hắn mới biết rằng người đứng sau chính là Hyun-che, chỉ là ngay cả hắn cũng không thể nào ngờ được rằng vì để dụ mình ra mà Hyun-che còn có thể lợi dụng cả người bên cạnh. Có điều bây giờ tất cả đều đã không quan trọng nữa rồi. Tối nay ân oán giữa hắn và Hyun-che cũng sẽ kết thúc ở đây. Nhưng điều khiến kẹo bạc hà không ngờ được là đợi đến khi hắn ra khỏi phòng thì lại không thấy Hyun-che trên xe lăn đâu nữa rồi. Khi hắn vẫn chưa hiểu rõ tình hình thì Hyun-che lại đứng sau lưng hắn với một thân hình nguyên vẹn. Khi đánh gục tên kẹo bạc hà xuống đất, Hyun-che không ngừng bóp chặt cổ hắn để hắn cũng thử nếm trải cảm giác nghẹt thở là như thế nào. Tiếp đó anh liền bịt chặt miệng hắn, dùng một chiếc bút trực tiếp đâm thẳng vào đùi hắn, nghẹt thở cộng với cơn đau đớn khiến hắn ta còn đau hơn gấp bội. Sau đó anh lại dùng tư hình chỉ để tìm ra chân tướng. Năm đó ai là người chỉ thị cho hắn soát hẹo vợ mình, vì tên kẹo bạc hà giết người có một thói quen là siết chặt cổ nạn nhân, ép người đó nói ra một cái tên, mà với bản năng sinh tồn của nạn nhân thì nhất định sẽ nói ra. Do đó anh rất muốn biết rốt cuộc năm đó là ai đã nói ra tên của vợ mình. Lúc này tên kẹo bạc hà liền lấy ra một chiếc nhẫn, mà đó lại chính là nhẫn của vợ Hyun-che, sau đó hắn liền ném sang một bên. Rồi nhân lúc Hyun-che không để ý liền phản công, dùng sợi thép siết chặt cổ anh. Cục diện lập tức thay đổi, Hyun-che bị tên kẹo bạc hà siết chặt cổ. Đến lúc nghẹt thở mà anh vẫn còn hỏi là ai đã sai hắn giết vợ mình. Lúc này hắn ta vô cùng đắc ý, chuẩn bị thực hiện tâm nguyện trước khi chết của Hyun-che. Nhưng chính lúc hắn sắp nói ra tên của người đó thì đội trưởng Hoang lại đột nhiên xuất hiện, nổ súng bắn thẳng vào đầu hắn mới khiến Hyun-che thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó Sujong cũng chạy đến. Nhìn thấy hai người nằm trên đất thì nhanh chóng gọi xe cấp cứu, nhưng đợi khi cô quay người lại thì lại thấy Hyun-che tự đứng dậy. Hơn nữa đôi mắt anh căn bản cũng không hề bị mù, điều này khiến Sujong vô cùng kinh ngạc. Nhưng không chỉ có mình cô mà ngay đến cả đội trưởng Hoang cũng không thể tin vào mắt mình. Lẽ nào vì để biết được ai là người đã xúi giục kẹo bạc hà sát hẹo vợ mình, mà ngay đến cả mạng sống anh cũng có thể liều sao? Lúc này anh lấy ở cổ ra một miếng lót. Thì ra anh đã có chuẩn bị từ trước, nếu không phải phát súng đó của đội trưởng Hoang thì anh đã tìm ra chân tướng rồi. Tiếp đó Sujong nhìn thấy bức tường phía sau lưng có ảnh của mình thì cô mới biết bản thân lại chỉ là một quân cờ. Hyun-che đã chọn chúng cô từ rất lâu rồi và người ngồi trong chiếc xe taxi đó chính là Hyun-che. Khi biết được điều này Sujong cảm thấy rất đau lòng, nhưng Hyun-che lại nói rằng cô muốn vào đội điều tra cũng cần phải có anh nên hai người chẳng qua chỉ là muốn lấy thứ mình cần thôi. Nghe xong cô không thể nào chấp nhận được lời giải thích này vì cô thực sự đã coi Hyun-che là sư phụ của mình, thế là cô liền trả lại cho anh thiết bị liên lạc. Rồi buồn bã rời đi, còn tên kẹo bạc hà bị trúng đạn thì không chết. Và cảnh sát cũng đã điều tra ra tên thật của hắn, chính là Kyuju. Đồng thời phía cảnh sát vẫn đang đợi hắn tỉnh lại để tiếp tục điều tra những vụ án mà hắn phạm phải trước đây. Chính vào lúc này lão Choi lặng lẽ đến phòng bệnh, từ từ đưa tay ra chuẩn bị rút bình dưỡng khí của hắn, hên là bác sĩ đi vào phòng bệnh. Nên lão ta liền tiện hỏi tình hình của tên Kyuju, bác sĩ cũng không chắc chắn hắn có thể tỉnh lại hay không. Sau khi vừa ra khỏi phòng bệnh, thứ trưởng Park liền gọi tới hỏi lão Choi bước tiếp theo nên làm thế nào. Lão Choi vốn định chuẩn bị bắt Hyun-che vì tội nghe lén bất hợp pháp và phòng vệ quá đáng. Nhưng thứ trưởng Park lại nhắc nhở lão ta rằng, nếu ép anh đến mức như vậy thì anh có thể sẽ để lộ ra chuyện họ đã sử dụng thi thể giả vào 5 năm trước để nói rằng kẹo bạc hà đã chết. Vậy thì lại càng phiền phức hơn nữa. Lão Choi nghe thấy vậy thì cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua chuyện này. Còn ở bên này Hyun-che đến nhà tên Kyuju và phát hiện ra máy nghe lén trong nhà hắn.
Lúc này anh mới biết hắn ta cũng bị người khác thao túng, tên kẹo bạc hà thực sự vẫn chưa xuất hiện. Thế là anh chỉ đành bắt đầu điều tra lại. Vừa hay trước đó trong một vụ án đã được giải quyết, thị trưởng Ha trước khi chết đã nói với anh thông tin có liên quan đến tên kẹo bạc hà. Ngã ba Dung Dong 4789, theo thông tin này Huyên Tre đã tìm đến bệnh viện tâm thần. Phòng 4789 là phòng bệnh đặc biệt, bên trong có một người bị tâm thần tên Ôm Sota. Hắn vừa nhìn thấy người lạ thì lập tức trở nên kích động, Huyên Tre nói với hắn là thị trưởng Ha bảo mình đến. Nghe đến đây hắn bắt đầu tự lẩm bẩm một mình, qua lối kể ngắt quãng. Huyên Tre đại khái đã biết được toàn bộ câu chuyện, 5 năm trước Kyuju đã nhận chỉ thị của thị trưởng Ha, giúp người khác tìm một thi thể giả rồi để ở ngã ba Dung Dong. Mà nơi đây chính là nơi Huyên Tre đã bắt được kẹo bạc hà, nhưng người năm đó đã tìm thị trưởng Ha giúp mình tìm kiếm thi thể giả chính là lão Choi. Vì để giữ vững chức vụ của mình, lão ta và thứ trưởng Park đã âm thầm làm giả, nói dối rằng kẹo bạc hà đã chết. Khi kẹo bạc hà biết có người đã tìm thi thể giả đến để thế chỗ mình thì liền bắt cóc Sota và bạn gái hắn. Đã vậy còn chia xác cô bạn gái rồi chôn cùng hắn ta, hên là hắn mạng lớn. Ngoi lên được từ chỗ đó nhưng tiếc là lại bị điên, là thị trưởng Ha đã bảo vệ hắn, giúp hắn trốn trong bệnh viện tâm thần. Tiếp đó Huynh Tre cố tình nói với hắn, kẹo bạc hà Kyuju đã bị bắt rồi, nhưng hắn lại điên loạn nói rằng, bắt được rồi nhưng hắn cũng không phải là kẹo bạc hà. Sota càng nói càng kích động, thấy vậy Huynh Tre cố gắng an ủi hắn. Nhưng lúc này hắn đã không thể kiểm soát nổi bản thân, nhân lúc bác sĩ đến phòng bệnh kiểm tra. Hắn liền uy hiếp bác sĩ rồi lấy thẻ ra vào cổng và chạy trốn. Mà trước khi đến đây Huynh Tre đã nói tin này cho đội trưởng Hoang biết. Nhưng người đến bệnh viện tâm thần lại là lão Choi, ngày thường hai người không phải là người cùng chung chí hướng. Nhưng tại sao đội trưởng Hoang lại chia sẻ tin này cho lão ta chứ? Đội trưởng Hoang dường như cũng biết lão Choi không muốn kẹo bạc hà bị người khác phát hiện, nên cô đã lợi dụng điểm này của lão ta để có thể sử dụng quyền giải quyết khẩn cấp một cách chính đáng mà không bị truy cứu. Còn lão Choi cũng không thèm đi sâu tìm hiểu nguyên nhân, mà có người giúp mình ra tay cũng vừa hay lại hợp ý mình. Mặt khác Huynh Tre cũng phát hiện ra đội trưởng Hoang đã có một chấp niệm không hề bình thường với kẹo bạc hà. Do đó lần này anh không chỉ nói với đội trưởng Hoang về tin tức của Sota mà còn để thiết bị định vị vào trong giày của hắn. Mục đích chính là để dẫn đánh lạc hướng đội trưởng Hoang, còn bản thân thì dựa theo những gì Sota kể trong phòng bệnh tìm đến nơi hắn bị chôn năm đó. Dựa theo động thái của kẹo bạc hà với cảnh sát, Huynh Tre đoán chắc rằng hang ổ của hắn chắc chắn có máy nghe lén. Dựa theo tín hiệu không dây anh đã tìm đến hang ổ của kẹo bạc hà và phát hiện ra trên tường bên trong dán đầy thông tin của cảnh sát hình sự liên quan đến sở cảnh sát Mucheon và vụ án của kẹo bạc hà. Cùng lúc đó trong núi sâu lại phát hiện ra một thi thể mà người đó lại chính là đội trưởng bang của đội cảnh sát hình sự ở một trấn nhỏ. Phía cảnh sát phát hiện ra cuộc điện thoại cuối cùng của anh có gọi cho Sujong, do đó họ đã gọi cô đến để phối hợp điều tra. Thì ra cô tìm đến anh vì vụ án bỏ trốn 20 năm trước, cô đã tìm được một người có biệt danh là Chim Sa Bông có liên quan đến vụ án này. Từ manh mối để lại trong cuốn sổ tay của anh, rõ ràng là anh đang điều tra Chim Sa Bông và vụ án bỏ trốn năm đó. Nhưng không lâu sau đã bị sát hẹo. Qua người cung cấp thông tin, Sujong đã điều tra ra Chim Bông Sa tên là Bông Giòn Già, là người chuyên cho vay nặng lãi và buôn bán xe trái phép. Tiếp đó cô lại gọi điện thoại cho anh đồng nghiệp Đông Xích ở trấn nhỏ đó, hỏi anh xem trước khi chết đội trưởng có gì bất thường không. Anh nói với cô rằng hình như đội trưởng đã vay nặng lãi rất nhiều, mà chủ nợ chính là Bông Giòn Già. Tất cả đều đã đến lúc rồi, thế là Sujong trực tiếp đến tìm Bông Giòn Già điều tra nguyên nhân cái chết của đội trưởng bang. Đến đây cô phát hiện ra cách thắt nút dây thừng dùng để buộc phân bón của nhà bà lại giống hệt với dây thừng dùng để treo cổ đội trưởng bang. Do đó cô liền bắt đầu thăm dò bà ta, nhưng không ngờ được là bà ta lại chột dạ, trực tiếp né tránh, đã vậy lại còn uy hiếp cô. Đột nhiên có một người đàn ông tấn công Sujong từ phía sau, hên là đã được anh đồng nghiệp đi cùng kịp thời đến cứu. Sau đó cô tìm được một quyển sổ cái ở đây, bên trên có ghi chép tên của tài xế đã lái chiếc xe đã đâm chết mẹ mình năm đó, Kim Sang Jin. Thế là cô liền tìm đến nhà của Kim Sang Jin. Người thanh niên trẻ trung năm đó bây giờ đã là ông lão sắp bạc hết đầu và vô cùng tiều tụy. Khi ông biết được Sujong chính là con gái của người phụ nữ mình đã đâm chết năm đó thì liền khóc lóc thảm thiết và thấy vô cùng hối hận. Ông nói với Sujong bây giờ gia đình ông đã tan nát, bản thân ông cũng đã gặp báo ứng rồi. Còn Sujong thì vừa khóc vừa lấy còng tay ra còng ông lại, hoàn tất quá trình của một cảnh sát bắt giữ phạm nhân. Kim Gang Sin vào tháng 10 năm 2000 ở ngã ba Hongun, ông đã đâm vào phụ nữ tên Jugumi 37 tuổi và bỏ trốn gây ra cái chết của nạn nhân. Tôi sẽ bắt ông về với tội danh gây ra tai nạn rồi bỏ trốn, đáng lẽ lúc đó tôi nên chết đi mới phải. Ông có quyền gọi luật sư biện hộ cho mình, mọi lời ông nói đều sẽ là chứng cứ được đưa ra trước tòa. Tôi cảnh sát cha Sujong của sở cảnh sát Mucheon sẽ đưa ông về đồn để tiến hành điều tra, đừng bắt tôi làm gì, mà hãy giết tôi đi, vì lời nói này mà Sujong đã cố gắng suốt 20 năm qua. Cuối cùng cô đã có thể mở khóa còng tay vì vụ án này đã qua thời hạn truy tố 15 năm. Thân là cảnh sát cô cũng chỉ có thể tuân theo pháp luật, nhưng bất luận thế nào thì cô cũng đã hoàn thành tâm nguyện đầu tiên của mình khi làm cảnh sát. Chính vào lúc này Huynh Tre gọi điện đến bảo cô hãy đến hang ổ của tên kẹo bạc hà. Khi cô đến đó, sau khi nhìn một loạt khung cảnh bên trong, cô đột nhiên phát hiện ra con thú nhồi bông đó. Đó chính là đồ chơi mà cậu bé ngồi ở ghế sau của người tài xế chạy trốn đang cầm.
Su-jong lại lần nữa nhớ lại cảnh tượng khi đó. Cô đột nhiên nhìn thấy khi tai nạn xảy ra, cậu bé lại hứng thú mà phá lên cười. Rất rõ ràng là một tên kẻ tâm thần biến thái. Sau đó Hyun-che đến nhà người tài xế và mang theo bức ảnh con rối đồ chơi đến hỏi ông đây có phải là đồ chơi của con trai ông không. Người tài xế thừa nhận là của con trai mình và ông cũng kể lại một sự việc trong quá khứ khiến ông đau đớn suốt cuộc đời. Năm đó vì để có được món đồ chơi đó mà cậu bé lại giết luôn cả người bạn chơi với mình. Sau khi vợ ông nhìn thấy thì không thể nào chấp nhận được con mình là một kẻ tâm thần biến thái nên đã mắc cổ tự vấn. Khi làm xong tang sự cho vợ, ông cũng cảm thấy con trai là một thảm họa nên đã quyết định đem cậu lên núi giết luôn. Nhưng trên đường đi lại xảy ra tai nạn giao thông. Sau khi đâm chết mẹ Su-jong, ông không hề dừng lại mà đưa con trai lên núi, chuẩn bị bóp chết cậu. Nhưng vì sợ cậu đau đớn nên đã lấy ra một viên kẹo bạc hà cho cậu ăn. Tuy nhiên cuối cùng vẫn không thể nào ra tay giết chết con mình được, nên ông đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu ở đó. Cuối cùng Hyun-che đã biết được tên thật của kẹo bạc hà là Kim Jo-hwan. Theo manh mối anh đoán rằng kẹo bạc hà chắc chắn có quan hệ mật thiết với Kyu-ju đang nằm trong bệnh viện. Theo tài liệu về Kyu-ju, Su-jong đã tìm được viện trưởng của cô nhi viện mà hắn đã từng sống. Từ chỗ viện trưởng cô biết được Kim Jo-hwan đã lớn lên ở đây, hơn nữa hắn còn có quan hệ vô cùng tốt với hai cậu bé. Mà trong đó có một người tên Kyu-ju, ba người từ nhỏ đã khác với những người khác. Vô cùng bạo lực, thậm chí còn suýt nữa giết những bạn nhỏ khác nữa. Trong ba người họ Kim Jo-hwan chính là nòng cốt của họ, Hyun-che hỏi viện trưởng. Vậy người còn lại là ai? Viện trưởng nói rằng không phải là vị linh mục vừa mới đưa hai người vào sao. Hai người nghe xong thì lập tức đuổi theo. Khi vào nơi ở của linh mục đó họ chỉ nhìn thấy những tài liệu mà anh ta đang tiêu hủy trong thùng rác. Hyun-che đưa cho Su-jong bức ảnh còn sót lại. Cố gắng lục tìm trong trí nhớ và cuối cùng đã nhớ ra tòa nhà này chính là bệnh viện đại học Mu-chơn. Đó chính là nơi mà Kyu-ju vừa mới tỉnh lại đang ở đó, do đó hai người liền chia nhau ra. Su-jong chạy đến bệnh viện còn Hyun-che thì tiếp tục đuổi theo linh mục đó. Nhưng khi Su-jong đến bệnh viện thì Kyu-ju đã không thấy đâu nữa. Mà người đã âm thầm đem hắn ra ngoài lại chính là đội trưởng Hoang. Mục đích chính là muốn có được tung tích của kẹo bạc hà từ chỗ hắn ta. Nhưng chính vào lúc này một chiếc xe địa hình màu đen đâm vào phía cô, khiến chiếc xe trực tiếp bị đâm sang một bên. Còn Kyu-ju cũng nhân lúc này mà uống thuốc độc tự vấn. Lúc này kẹo bạc hà đi tới. Trước mặt đội trưởng Hoang lúc này là một màu đen, sau đó liền ngất tại chỗ. Ở bên này Hyun-che đuổi theo linh mục cũng gặp phải tình hình như vậy, anh ta cũng đã uống thuốc độc tự vấn. Khi đội trưởng Hoang tỉnh lại thì trời đã tối. Về tai nạn lần này, cô nói dối rằng mình đã chạy đi bắt tên Kyu-ju bỏ trốn, nhưng trên đường về lại gặp tai nạn. Nghe đến đây anh Giang, đồng nghiệp nhiều năm của cô cũng không nói gì. Tiếp đó Hyun-che hẹn gặp riêng cục trưởng, nhờ ông lấy cho mình báo cáo pháp y của kẹo bạc hà đã chết 5 năm trước đây. Rất nhanh anh đã tìm đến pháp y, gần như còn cố tình lật lại cảnh tượng lão Choi làm giả chuyện báo cáo pháp y vào năm đó. Do đó pháp y không còn cách nào khác chỉ có thể thừa nhận. Một vài chứng cứ năm đó đều do lão Choi sắp xếp mình làm, nhưng Hyun-che tìm đến pháp y không phải là để vạch trần lão ta mà là còn có mục đích khác. Còn ở bên này danh tính thực sự của kẹo bạc hà thì ra chính là cảnh sát tuần tra ở trấn nhỏ Đông Xích, vì để tránh né sự điều tra. Giống như thần lằn đứt đuôi vậy, hắn đã xúi giục hai người anh em của mình tự vấn. Mà vừa hay hắn lại được điều đến đội điều tra đặc biệt để hỗ trợ điều tra về vụ sát hẹo đội trưởng bang. Vừa mới đến đây ngày đầu tiên hắn đã âm thầm đặt máy nghe lén dưới bàn làm việc. Do đó mà mọi động thái của đội điều tra đặc biệt đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hôm đó Hyun-che triệu tập tất cả thành viên trong đội điều tra lại và bắt đầu tiến hành phân tích tâm lý tội phạm. Anh nói với những người có mặt ở đây rằng đám người Bung Jong-ja đã thú nhận rằng đội trưởng bang đã bị đám người kẹo bạc hà sát hẹo. Ngoài ra anh cũng đã điều tra ra được thân phận của kẹo bạc hà chính là một cảnh sát và đang ẩn nấp trong đội này, vì năm đó người có thể mở được còng ra chỉ có thể là cảnh sát. Do đó đội trưởng Hoang cũng sắp xếp cấp dưới đi điều tra. Viên cảnh sát vừa hay nghỉ hưu 5 năm trước vào ngày xảy ra vụ án kẹo bạc hà. Còn ở bên này biết được Hyun-che sắp bắt được kẹo bạc hà, lão Choi cảm thấy vô cùng lo lắng. Chính vào lúc này pháp y gọi đến và nói rằng chiếc còng tay trước đây không thể nào kiểm tra DNA được, nhưng giờ đã có cách rồi. Vì dù gì đã 5 năm trôi qua, nên công nghệ giờ đã tiến bộ hơn. Thế là lão Choi đem chiếc còng tay đã còng tay kẹo bạc hà mà mình lén lấy đi 5 năm trước mang đến đây. Đồng thời còn nhắc nhở pháp y là nhất định phải bảo mật, mà tất cả điều này đều đã bị kẹo bạc hà nghe lén hết. Hôm sau hắn phát hiện ra người của đội điều tra số 2 đang thu thập tóc của cảnh sát. Hắn đoán rằng trong tay lão Choi chắc chắn vẫn còn chiếc còng tay đó. Tối đó hắn đột nhập vào phòng chứng cứ, chuẩn bị trộm chiếc còng tay kia đi. Chính vào lúc này một họng súng dí thẳng vào đầu hắn. Hyun-che đã sớm đợi hắn ở đây từ lâu. Thực ra trên chiếc còng tay căn bản không có bất cứ DNA gì, mà là vì Hyun-che đoán được kẹo bạc hà sẽ nghe lén nên đã tương kế tự kế bảo pháp y phối hợp cùng mình diễn một vở kịch. Tất cả đều là cái bẫy do Hyun-che bày ra. Anh ép kẹo bạc hà quỳ xuống rồi bảo hắn kéo bịt mặt xuống. Chính lúc Hyun-che muốn bắt hắn thì lão Choi lại xuất hiện bắn hỏng đèn. Thế là kẹo bạc hà liền nhân cơ hội đó chạy trốn. Lão Choi vừa đuổi vừa chặn đường của Hyun-che, nhưng điều này cũng trực tiếp cắt đứt chi viện của lão. Do đó mà lão ta đã bị kẹo bạc hà lén tấn công, trực tiếp về với các cụ. Hyun-che vội vàng đuổi theo kẹo bạc hà. Chính vào lúc anh có thể bắt được hắn thì anh lại chỉ bắn hắn bị thương. Không những để hắn chạy mà còn nổ súng dẫn dụ cảnh sát đến.
Anh bỏ qua cho kẹo bạc hà chính là vì muốn xác nhận một vài chuyện mà mình nghi ngờ. Hôm sau, đội trưởng Hoang đã trích xuất camera ra giám sát và đã phát hiện ra Huyên Tre đã nhìn thấy rõ mặt của kẹo bạc hà, nhưng đến giờ lại vẫn chưa có động thái gì. Trong lòng cô lúc này vô cùng hoang mang, do đó cô đã lấy hết camera giám sát đó đi. Không những không để cho thành viên trong đội kiểm tra camera, mà ngược lại còn hạ lệnh bắt Huyên Tre với tội danh là người bị tình nghi đã sát hẹo lão Choi. Điều này khiến cho thành viên trong đội vô cùng kinh ngạc. Cùng lúc đó, Su Jong tìm đến Đông Sích để hắn giúp mình vào phòng thẩm vấn để mang thiết bị liên lạc vào. Nếu anh đã không thể ra ngoài vậy thì hãy làm như trước đó, ra lệnh cho cô điều tra toàn bộ chân tướng. Tiếp đó, theo chỉ thị của Huyên Tre, Su Jong cũng đã bắt đầu điều tra và cuối cùng đã phát hiện ra bí mật của đội trưởng Hoang. Nhưng lúc này đột nhiên Su Jong cũng nhớ lại vết máu trên bộ đồng phục của Đông Sích, rồi lại liên hệ đến thân phận cảnh sát của kẹo bạc hà. Cùng chỗ mà trước đó Huyên Tre đã bắn bị thương hắn, cô cũng chắc chắn rằng kẹo bạc hà chính là Đông Sích. Cùng lúc đó, khi điều tra viên cảnh sát đã nghỉ hưu, đội trưởng Hoang cũng đã xác định được Đông Sích chính là kẹo bạc hà. Nhưng đối diện với hắn, cô lại vô cùng hoảng sợ mà không có sức lực để phản kháng lại. Cứ như vậy, Đông Sích ngang nhiên đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Tiếp đó, chính vì cảnh sát đã 5 lần 7 lượt vì mục đích cá nhân, hết lần này đến lần khác thả kẹo bạc hà đi, mà cuối cùng Su Jong và đội trưởng Hoang phải đứng trơ mắt nhìn anh Giang rơi từ trên lầu xuống, chết thảm trước mặt họ. Lúc này đội trưởng Hoang vô cùng hối hận và đau buồn, cô lại lần nữa đến nơi mà năm đó mình đã bị bắt. Còn Huyên Tre thì đã đợi cô ở đây, anh hỏi cô tại sao lại là vợ của mình. Đội trưởng Hoang không hề ngụy biện mà nói rằng hôm đó, chỉ vì để được sống nên cô đã nói ra tên của vợ anh, Hoang Ha-jong đã chết rồi. Và lúc anh Giang ngã xuống, cảnh sát Hoang Ha-jong cũng đã chết rồi, đồng thời cô nói rằng mình chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi. Còn Huyên Tre thực ra trong lòng anh đã tha thứ cho cô từ lâu, nên khi nhìn thấy đội trưởng Hoang mất đi ý chí chiến đấu, anh liền dùng cách khích tướng, nếu như đã không làm được gì rồi vậy thì hãy đi chết đi. Khi đội trưởng Hoang chuẩn bị tự kết liễu đời mình thì cô lại nhớ đến người bạn thân và anh Giang đã mất. Cô cảm thấy nếu cứ chết đi như vậy thì không thể nào chuộc được lỗi của mình, chỉ có thực sự bắt được kẹo bạc hà để hắn chịu sự trừng phạt của pháp luật mới là cách ăn nói tốt nhất cho họ. Hôm sau, đội trưởng Hoang đã mở cuộc họp báo để thông báo vụ án Đông Sích đã sát hẹo đội trưởng Bang, lão Choi và anh Giang. Thế là phía cảnh sát lập tức phát lệnh truy nã, triển khai truy bắt Đông Sích. Theo manh mối, đội trưởng Hoang và Huyên Tre đến một tòa nhà bỏ hoang, còn kẹo bạc hà đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn tập hợp lượng lớn phạm nhân đã từng bị bắt, sau đó không nói gì mà lao vào chiến một trận dã man. Đội trưởng Hoang lại lần nữa bị kẹo bạc hà siết chặt cổ, nhưng lần này cô không sợ hãi nữa mà tìm đủ mọi cách để phản kháng lại. Cô với lấy mảnh kính vỡ trên đất trực tiếp cho tên kẹo bạc hà mấy phát. Còn ở bên này, Huyên Tre cuối cùng cũng đã giải quyết được đám phạm nhân kia, nhưng lại bị một người tấn công lén từ phía sau. Vì để cứu Huyên Tre, đội trưởng Hoang đã lãnh chọn nhát dao đó. Thế là Huyên Tre liền dùng tay không lao vào đánh nhau với tên kẹo bạc hà và cuối cùng đã chế ngự được hắn. Anh mang hắn về căn cứ trước đây của mình, rồi dùng dây thừng dựng hắn lên để hắn phải chịu đựng cảm giác bị giày vò. Sau đó anh lại học theo cách dùng dây thép siết chặt cổ của hắn để bắt hắn phải nói ra một cái tên. Cuối cùng, dưới thủ đoạn tương tự của mình, kẹo bạc hà đã nói ra tên của mình, Kim Jo Hwan. Sau khi có được đáp án, Huyên Tre đã cảm thấy mãn nguyện mà thả sợi dây thép ra. Anh không giết chết kẹo bạc hà, vì từ đầu đến cuối anh luôn ghi nhớ bản thân chính là một cảnh sát. Cuối cùng, thứ trưởng Park và một số người cản trở việc thực thi pháp luật đều đã bị bắt và phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Còn đội trưởng Hoang thì xin từ chức, rời khỏi đội cảnh sát. Huyên Tre cũng biến mất bật vô âm tín từ đó. Thế giới này không hề bình yên, có điều là những cảnh sát hình sự này đã thay chúng ta bảo vệ sự yên bình hạnh phúc của mỗi gia đình. Và đến đây, bộ phim Ký ức tội ác cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đến hết bộ phim.